Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối khí lạnh tăng cường không mạnh và cũng suy yếu nhanh nên miền Bắc phổ biến ít mưa. Mưa có chăng chỉ xảy ra vài nơi với lượng không nhiều. Ban ngày mây giảm, trời nắng vừa phải, nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 24 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi cao hơn. Từ ngày 27 trở đi, khả năng không khí lạnh lại được tăng cường dần trở lại. Đợt không khí lạnh tới khả năng ít gây mưa nhưng sẽ làm nhiệt độ giảm dần. Tại Yên Bái, trong đêm nay và sáng sớm mai có mưa nhỏ vài nơi. Thời điểm này trời rét với mức nhiệt từ 18 đến 22 độ. Vùng cao rét sâu hơn, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Ngày mai trời hửng nắng, nhiệt độ ở mức từ 26 đến 29 độ, còn ở vùng cao từ 23 đến 25 độ. Thưa quý vị và bà con, trước những thay đổi của thời tiết, để bảo vệ đàn gia súc, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương cần nghiêm túc triển khai công tác tiêm phòng và phòng chống dịch đúng kế hoạch, tăng cường nắm bắt tình hình dịch để chủ động ứng phó và kịp thời ngăn chặn không để dịch vào địa bàn và lây lan ra diện rộng. Các xã phải nêu cao vai trò trách nhiệm trong tiêm phòng, kiểm tra tiêm phòng trên địa bàn, bảo đảm tiêm phòng đúng đối tượng, thời gian quy định để vaccine đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục với tình hình thời tiết miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Quảng Ngãi vẫn có mưa, mưa rào ở diện rải rác do chịu tác động của gió Đông Bắc thổi vào điều kiện địa hình đón gió. Nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, ở Nam Trung Bộ lại phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới hầu như thời tiết chưa có sự thay đổi. Cả hai khu vực này vẫn khá là khô ráo, ban ngày có nắng với mức độ vừa phải. Nhiệt độ trưa chiều ở Tây Nguyên phổ biến vào khoảng là 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Đến đây bản tin thời tiết xin được khép lại với phần dự báo cho các khu vực của tỉnh Yên Bái trong đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và huyện Lục Yên trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ.